Thời gian qua, trang thủ môn điển trai của đội tuyển U23 Việt Nam vướng tin đồn hẹn hò với Thanh Mèo, một cô gái xinh đẹp và được cho là có gia thế khá giả. Nguyên nhân khiến cho tin đồn này bùng nổ là do cả hai để lộ nhiều khoảnh khắc tình tứ cùng khoác tay nhau đi trên đường hay cùng đi uống trà sữa. Với sức hút tên tuổi, trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, người ta bàn tán xôn xao về chuyện tình ái của thủ thành người Thanh Hóa, thậm chí có một vài bình luận còn cho hay cặp đôi có thể tổ chức đám cưới trong tương lai gần. Tuy nhiên mới đây, câu chuyện tình cảm của Bùi Tiến Dũng và bạn gái tin đồn lại được bẻ lái theo một hướng khác khi một nguồn tin lại cho rằng không có chuyện hẹn hò giữa cặp đôi này mà thực tế cả hai chỉ đang diễn nhằm mục đích PR. Nguồn tin tiết lộ rằng chị gái của Thanh Mèo là chủ một hệ thống spa và có một thương hiệu kẹp trộn. Thanh Mèo giúp cho chị gái quản lý hệ thống spa, còn Bùi Tiến Dũng là đại diện hình ảnh. Đương nhiên, chuyện hẹn hò là không có thật và mục đích của việc tung tin chỉ là cách để PR cho spa và thương hiệu kem trộn nói trên. Nghi vấn này càng được củng cố khi trang fanpage spa của chị gái Thanh Mèo cũng nhắc đến tên Bùi Tiến Dũng và tin đồn hẹn hò của cặp đôi. Thông tin trên trang fanpage cũng tiết lộ Thanh Mèo là thành viên của hội đồng quản trị của hệ thống spa. Tuy nhiên, việc yêu đương của thành viên hội đồng quản trị có cần phải được thông báo hay đính chính như thế này hay không? Trong khi đó, fanpage này còn liên tục lôi cả tên của Bùi Tiến Dũng. Ngay khi thông tin này được đăng tải đã thu hút được rất nhiều chú ý của cộng đồng mạng bởi cái tên Bùi Tiến Dũng quá hot và bất cứ bóng hồng nào được gắn ghép với anh cũng ngay lập tức được truyền thông ò bế. Nhiều người tỏ ra đồng tình với nghi vấn chiêu trò bởi một người như Bùi Tiến Dũng từng gặp rất nhiều rắc rối vì thả thính các mỹ nhân trong làng giải trí thì nếu có chuyện yêu đương, anh chàng cũng sẽ kín đáo để tránh tai tiếng. Chưa kể việc spa của chị gái Thanh Mèo nhắc đến chuyện tình cảm của cô và Bùi Tiến Dũng làm gì nếu điều đó không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của spa. Phải chăng là muốn kéo tên của nam thủ môn sinh năm 1997 vào để thu hút sự chú ý? Dẫu vậy vẫn còn những bình luận khẳng định mối quan hệ của Thanh Mèo và Bùi Tiến Dũng là thật, tạo nên một cuộc tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội. Số còn lại, những người yêu mến thủ môn Bùi Tiến Dũng mong cư dân mạng hãy tha cho anh bởi AFF chỉ còn một tháng nữa là diễn ra. Và những chuyện như thế này sẽ rất dễ ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của anh. Có hay không chuyện mượn tình cảm để PR sản phẩm, có lẽ công chúng phải đợi những người trong cuộc hoặc một thời gian dài để trả lời giúp câu hỏi này thôi. Bạn, thành công của đội tuyển U23 Việt Nam trong năm 2018 khiến cuộc đua tranh giành quả bóng vàng Việt Nam trở nên khá hấp dẫn. Thế nhưng nữ cầu thủ trẻ tài năng này vẫn phải ngả mũ trước Công Vinh và Văn Quyến. Lịch sử danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam ghi nhận Phạm Văn Quyến mới là cầu thủ trẻ nhất giành danh hiệu cao quý này. Nổi lên từ vòng chung kết giải U16 châu Á năm 2000, Văn Quyến sớm được gọi lên các đội tuyển U20 rồi U23 Việt Nam. Để rồi chỉ mới 19 tuổi, cầu thủ xứ Nghệ đã soi đường dẫn lối cho U23 Việt Nam đoạt tấm huy chương bạc SEA Games 2003 ngay trên sân nhà. Bàn thắng trong trận chung kết gặp Thái Lan thể hiện những phẩm chất tuyệt vời dành cho một cầu thủ thuộc hàng xuất chúng của bóng đá Việt Nam khi đó. Chưa hết, cũng vào năm 2003, Văn Quyến đánh bại đội tuyển Hàn Quốc khi ấy vừa đứng thứ tư World Cup bằng một cú chích mũi giày đẳng cấp, khép lại một năm đáng nhớ.
Văn Quyến chinh phục danh hiệu đỉnh cao nhất đối với sự nghiệp một cầu thủ Việt Nam ở tuổi 19. Cùng lứa tuổi Văn Quyến, dàn sao U23 Việt Nam thời điểm hiện tại mới chỉ đang thi đấu tại giải U19 châu Á chứ chưa đủ đẳng cấp để cầm trịch cả đội trẻ lẫn đội tuyển như Quyến Béo từng làm. Chỉ đáng tiếc, 2 năm sau Văn Quyến, sự nghiệp Văn Quyến đã xuống dốc không phanh. Năm 2004, một năm sau ngày giành quả bóng vàng, thần đồng bóng đá Việt Nam bận chạy show quảng cáo đến mức xả sút phong độ. Đến SEA Games 2005, cầu thủ này dính vào vụ bán độ nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá Việt Nam để rồi khi trở về ánh hào quang của nào vĩnh viễn rời xa Văn Quyến. Mất đi thần đồng số 1 của bóng đá Việt Nam, nhưng người hâm mộ nhanh chóng được đền đáp bằng cái tên tài năng không kém là Lê Công Vinh. Ở tuổi 19, Công Vinh cũng chinh phục danh hiệu quả bóng vàng 2004 bằng thành tích xuất sắc trên sân cỏ. Cho dù cái tên Lê Công Vinh trước đó quá chìm so với một Văn Quyến mới 16 tuổi đã khiến tất cả phải ngước nhìn, thậm chí mãi đến năm 18 tuổi, Công Vinh mới vào nổi đội 1 của Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên thành công tại JVC Cup năm 2003 cùng danh hiệu vua phá lưới Cup Quốc gia 2004 giúp cho Công Vinh trở thành cầu thủ nội hay nhất năm. Công Vinh nổi lên đúng thời điểm Văn Quyến sa sút phong độ đến mức không được huấn luyện viên Tavares gọi vào đội tuyển quốc gia. Để rồi Công Vinh trở thành cầu thủ trẻ sở hữu nhiều quả bóng vàng Việt Nam nhất. Mới 22 tuổi, cầu thủ của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã có trong tay đến 3 quả bóng vàng sau sự kiện Văn Quyến bán độ. Sân khấu bóng đá Việt Nam dường như chỉ dành cho Công Vinh. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tại V-League 2 mùa giải liên tiếp năm 2006-2007 cùng thành tích ấn tượng khi thi đấu dưới màu áo của U23 Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đã giúp Công Vinh đoạt 2 quả bóng vàng các năm 2006-2007. Có lẽ bất cứ cầu thủ nào thuộc thế hệ đội U23 Việt Nam hiện tại rất khó tái lập thành tích này của Công Vinh. Xét về tài năng, thế hệ cầu thủ U23 năm nay không hề thua kém những người đàn anh về danh hiệu cũng như cùng đội tuyển, thậm chí còn nhỉnh hơn khi vào đến trận chung kết giải U23 châu Á, từng đứng thứ tư ASEAN 18. Song đội U23 Việt Nam hiện tại là một tập thể quá đồng đều và bản thân các cầu thủ cũng không quá vượt trội so với phần còn lại. Điều mà cả Văn Quyến lẫn Công Vinh đã đều có. Chính vì vậy, dù cuộc đua quả bóng vàng Việt Nam 2018 diễn ra hấp dẫn nhờ hiệu ứng U23 Việt Nam, song dàn cầu thủ này phải ngả mũ trước Văn Quyến và Công Vinh trong quá khứ. Bạn, huấn luyện viên lão luyện Huấn Hy Đình vừa nhận lời dẫn dắt đội tuyển Olympic Trung Quốc hướng tới mục tiêu Olympic Tokyo 2020 với mức lương ngất ngưỡng. Huấn luyện viên Huấn Hy Đình trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Olympic Trung Quốc với mục tiêu giành huy chương tại Olympic Tokyo 2020. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng với chiến lược gia người Hà Lan. Sự kiện này thu hút quan tâm lớn của truyền thông châu Á, trong đó có truyền thông Hàn Quốc đặc biệt chú ý bởi ông Huấn Hy Đình là người hùng của bóng đá nước này khi từng dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup 2002. Huấn Hy Đình sẽ đảm nhận trọng trách đưa đội bóng của Trung Quốc lên Olympic đến Olympic Tokyo 2020 và thi đấu thành công tại kỳ Thế vận hội này. Ông Huấn Hy Đình nhận mức lương lên tới 4,7 triệu USD trên một năm, đó là thông tin của tờ Korea Sport đã viết. Nhân câu chuyện tiền lương của huấn luyện viên Park Hang-seo ở Việt Nam cũng gây chú ý trên các tờ báo Hàn Quốc 21 tuổi quốc thời gian qua. Tờ Korea Sport đã đưa ra một sự so sánh, theo đó mức lương của một tháng huấn luyện viên Huấn Hy Đình nhận được ở Trung Quốc cao hơn một năm lương mà ông huấn luyện viên Park Hang-seo nhận được ở Việt Nam. Tuy nhiên, tờ Korea Sport cũng đặt dấu hỏi về khả năng thành công của chiến lược gia 71 tuổi người Hà Lan với đội bóng của Trung Quốc. Hồi đầu năm, dù là chủ nhà của vòng chung kết U23 châu Á, nhưng U23 Trung Quốc đã không thể vượt qua vòng bảng. Đến ASEAN mới đây, đội tuyển Olympic Trung Quốc dừng bước ở vòng 1/8. Thành tích tệ hại trên buộc Trung Quốc phải chi đậm để mời phù thủy Huấn Hy Đình về dẫn dắt. Ngược lại U23 Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, trợ lý một thời của ông Huấn Hy Đình đã có mặt ở trận chung kết giải U23 châu Á. Còn Olympic Việt Nam cũng lọt vào tới bán kết ASEAN 2018. Sau những thành công kể trên với bóng đá Việt Nam, báo giới Hàn Quốc gọi ông huấn luyện viên Park Hang-seo là tin của Việt Nam. Nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết ông không thoải mái khi được gọi như vậy. Chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc ngay khi vừa đáp chuyến bay về nước mới đây, huấn luyện viên Park Hang-seo đã thừa nhận thành công của Olympic Việt Nam tại ASEAN 18 là kết quả ngoài mong đợi. Ban đầu, ông và các học trò cũng như lãnh đạo ngành thể thao truyền thông Việt Nam chỉ hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng.
các cầu thủ đã để lại dấu ấn với bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã phát biểu, vị huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng cho rằng những thành tích ở đấu trường châu Á trong năm 2018 sẽ khiến ông và đội tuyển Việt Nam gặp thêm nhiều áp lực hơn khi bước vào AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay. Càng làm việc tôi càng cảm thấy thêm áp lực, tôi không kỳ vọng nhiều ở ASEAN nhưng thành công đến bất ngờ. Đúng là có áp lực nhưng điều đó không làm tôi lo lắng. Tôi nghĩ mình vẫn phải làm việc chăm chỉ và vượt qua áp lực, đó là lời chia sẻ của huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam cảm ơn sự chào đón ở quê nhà, khiêm tốn cho rằng ông chưa làm được gì đặc biệt để xứng đáng với sự đón tiếp nồng nhiệt như vậy. Ông cũng không muốn nhận biệt danh là huấn hít đinh của Việt Nam mà các phóng viên Hàn Quốc đã đặt cho mình. Tôi mới đạt được thành tích nhỏ bé ở Việt Nam, nên nếu so sánh với hít đinh, tôi thấy không thoải mái. Đó là lời chia sẻ của huấn luyện viên Park Hang-seo. Vị huấn luyện viên này nói thêm, tôi không thể một mình làm được mọi thứ, các trợ lý Ni Dong Jin, Bia Miêng Hồ và các huấn luyện viên người Việt Nam đã nỗ lực hết sức, các cầu thủ tập luyện cũng rất tích cực, thành công đến là nhờ sự đoàn kết và đồng lòng. Truyền thông Hàn Quốc cũng rất ấn tượng với hành động đặt tay lên ngực mỗi khi quốc ca Việt Nam vang lên của huấn luyện viên Park Hang-seo. Nói về ý nghĩa của cử chỉ này, ông Park bày tỏ, tôi là người Hàn Quốc nhưng tôi không phải là khách du lịch, tôi là huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam và tôi nên làm điều đó khi quốc ca Việt Nam vang lên. Tôi là người Hàn Quốc nhưng là huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam, tôi phải cố hết sức để giúp đội bóng giành chiến thắng, tôi sẽ tiếp tục làm điều đó sau này.